Chào mừng quý cha mẹ đến với chương trình 120 giây kết nối cùng Phương Châu. Thì bác là bác sĩ Phúc, hôm nay bác xin chia sẻ với cha mẹ về một cái chủ đề là cái tình trạng mà khô da hoặc là bong da của những bé mà sơ sinh sau khi sanh. Những ba mẹ mà đã từng sanh bé rồi đó, hoặc là những ba mẹ mà chuẩn bị sanh bé thì mình có thể là mình đã từng thấy một cái tình trạng là trẻ sơ sinh á, mà sau khi sanh ra khoảng vài ngày á thì bé nó có thể nó bị khô da hoặc là da sẽ bong ra từng mảng nhỏ sau khi sanh khoảng 2-3 ngày. Thì như ta biết á, thì trẻ mà trong bụng mẹ đó thì bé nó sẽ được bao quanh bởi nước ối nè, và trên da bé nó có một cái chất màu trắng giống như là phô mai, gọi là chất gây. Thì những cái chất này á, nó có vai trò như là một cái chất dưỡng ẩm trên da bé vậy đó. Thì những bé mà nó hơi non một chút á thì thường cái chất này nó còn nhiều, còn những bé mà sanh hơi già tháng, ví dụ hơn 40 tuần đó, thì cái chất này nó sẽ ít đi. Và dù như thế nào đi nữa đó thì khi mà bé nó sanh ra rồi đó thì tất nhiên là mấy cô nữ hộ sinh thường sẽ phải lau sạch cho bé, rồi khoảng một ngày sau đó thì bé sẽ được đi tắm để mà cho nó sạch sẽ. Thì cái quá trình này á, thì nó sẽ làm mất đi cái chất gây, những cái chất mà bảo vệ trên da này. Thì một số bé tùy cơ địa da mỗi bé thì có thể da bé nó sẽ bị khô và nó sẽ bong tróc ra, thường là ở lòng bàn tay nè, lòng bàn chân nè, cổ tay, cổ chân, thì bong theo từng mảng. Thì tuy nhiên á, hầu hết á, những tình trạng này đều là sinh lý và thường á, nó sẽ hết dần theo thời gian. Thường á, là khi bé nó đầy tháng á, thì sẽ mất đi hoàn toàn. Thì tuy nhiên có một số bé bong quá nhiều thì mình có cách nào để mình có thể á, là làm giảm tình trạng này cho bé không? Thì thứ nhất là mình sẽ là dùng nước ấm để mình tắm cho bé, hoặc là bắt đầu mình đừng có tắm lâu quá, thời gian tắm mình có thể là khoảng 5 đến 10 phút thôi. Rồi cái thứ hai mình có thể làm là cho mình cho bé nó bú đủ, tức là khi bé nó bú đủ như vậy thì bé nó sẽ đủ nước, đủ dịch, thì cái da bé sẽ đỡ khô hơn, đỡ bong tróc hơn. Ngoài ra mình có thể sử dụng những cái loại mà sữa tắm mà nó phù hợp với da bé. Ít những cái chất mà thường mình mua những cái loại mà đừng có thơm quá, tức là đừng có bổ sung những cái chất hóa học mà làm thơm nhiều quá, nó cũng làm da bé bị kích ứng, bị khô. Rồi có thể là mình sẽ sử dụng những cái loại dầu mà massage thì nó cũng có tác dụng làm giữ ẩm cho da bé. Yeah. Và khi mà bé về nhà đó thì khi nào mà mình nên cho bé đi kiểm tra lại. Thứ nhất là mình có phải thấy bé nó có vẻ nó khó chịu. Có thể là cái tình trạng này là một cái tình trạng bệnh lý gì đó mà làm cho da bé nó ngứa, nó đỏ, thì là hoặc là mình thấy dùng da đó bé nó sần lên, nó đỏ quá thì mình nên đi kiểm tra lại. Đây là một số thông tin mà bác sĩ muốn chia sẻ đến cha mẹ. Nếu cha mẹ thấy hay và bổ ích thì hãy chia sẻ đến nhiều người hơn nữa. Nếu cha mẹ có cần thắc mắc gì thì hãy để thông tin lại dưới phần bình luận. Xin hẹn gặp ba mẹ lại trong chương trình 120 giây kết nối cùng Phương Châu vào tuần sau nhé.